có con rừng này, còn chim, còn thú. Ở đồi này không biết làm sao đốt chọc rồi. Bên kia thì cũng chọc, có cái bảng giữa giữa này. Đúng trên diện máy quay này là radar này Đâu là quên khu này rừng. luôn này, có trời đâu có chọc Thì là đồi bên kia cũng chọc mà. mé Việt Nam, mé lên mé Việt Nam. Đấy, chắc là làm lán định bán đồ ấy, đồ lưu niệm mà. Cái đường ở phía bên này thì không có đường, đường đất thôi. Còn đường phía bên Nam thì là đường bê tông kiên cố. Sống bờ kia, tìm rừng. Ngay dưới chân là rừng này. Ở đây thì không 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 thấy gác biên phòng này hết. Xuống giữa khoảng rừng không? Lấy đi dưới hồ có thằng cắm cắm lều chắc thằng đấy đi phượt, thậm chí đi phượt kiểu chắc là cũng cũng dần dần cũng lên trên này dưới hồ mấy bên bên gần cái cửa sổ chỗ bắt đầu đường mình lên lên núi ấy, đường đất ấy. Đi xuống dưới rừng rừng ở Campuchia. Rừng ngay phía dưới. Cây gỗ rất to chết. Các bạn nghe tiếng chim không? Chim rất là nhiều.
đi là khá là xa mới xuống rừng được. Đi theo cái đường mòn, con đường này là ra đường đang định mở lên, thế mình chưa mở lên nhưng mà chưa làm gì hết, đất không. Nghe tiếng cưa. Cái nhà giữ này trong Việt Nam sang trải nghiệm rồi. Tính ra là cho tư nhân đó, hầu ba nước làm khu du lịch tâm linh cũng được, ở phía dưới làm du lịch tâm linh, bên trên là du lịch sinh thái. Đây là đường ấy chứ, đang làm đường ấy chứ. Đó là vực này. Còn cây gỗ to đây. Gỗ này hai người ôm cây này. Đây đang xa ra làm đường nhưng mà họ chưa làm kịp nên là mưa xoáy hết này. Rừng thấy lớn. Rừng già Campuchia. Đấy. Rừng còn nguyên gỗ, đấy. Gỗ quý. Mình vô bắt đầu vô cái chỗ mà nó rừng nó chạy. Nhà rừng chạy. Còn toàn cây gỗ to các bạn nhìn. Đây là rừng già Campuchia, sau đó là sang rừng của Lào xem.